nhớ rồi trở thành là cho nhà chị sẽ đào đại nó cũng như thân một số mi rong xia trở cả lần gì bé cho nhà chị đua cái báo đó bé cho nhà chị do thảo cứ như vậy là đã chi là chi học cái lúc đó chị có bữa tao sai lời như sẵn kiến gì nè tiền người ta sẽ hà là chân chùa nung nò yếu lọc kia tiền bé yếu sai lịch già thì thảo cũng việc không tư bé yếu sai nên nhớ đọc không tư bé tiền tiền tao là sai nung nò cũng yếu mua báo giả nó cho lọ qua bị giữ đầu bé xử lý bé không nó không hào tỏ tê ta la là do tỏ tê cái khứ bé mùi yếu mình muốn tao giả tao trả thiên này mua tê giả như chỉ sợ cha là chỉ mà bây giờ chủ tao mà sai bây giờ bỏ tiền mình nhớ đọc từ lúc nào bảo giả nó cũng yếu mỗi đứa đâu biết sai xử lý tiền từ vitamin C để nó giàu là yếu mỗi tua trong sản luôn giàu là do sở lũ ấy hào nó giàu số số giả xử lý tiền để Pepsi để lấy đen chúa một trâu giờ để hào tên đã ở một trâu giờ để gọi là một lũ hào nhưng chưa giả đi nó nói giàu chỉ là yếu mỗi tua trong sản của thái hào đi nó món dùng đi lưu vitamin C nó khỏi sợ thang nó giờ khuyên tốn nó tụ niệm tại món tụ mò nó giờ chỉ cho nó nghe là phản lịch họ tuổi đại học án này là sau tuổi sala ấy nó này giờ chỉ như giờ nông ta sẽ hỏi là giờ phải sáng kỹ là hồ tiệt từ y nó này giờ chỉ cho nó nghe spy nó ta nó nhiều giờ họ dùng đi bổng mì nó giờ bổng mì nó một trâu cho mì mì ở giàu đất miếu một trâu phồng một một trâu e omega một trâu e nó hay kiểu tê thì là món tàu đã sợ lúc ta hào nó nè sợ lúc giao kê tụt thò giờ thò nó chỉ xây lúa mì nó chỉ mình chỉ mua nó phải lịch ta chỉ nếu mà nó ta sẽ hỏi ta sẽ hỏi gì không thì kiểu chỉ bé thì không xem gọi gì giờ hồi cho nên hơi chua sả la nó giờ không hơi chua nó là bị dễ vì thế mới tới giờ dùng được chua đã tới hán một chua nè chỉ có giờ tao sái theo tôi chuyển mua đã lo nhưng hơi lượng tao dành chỉ giao cá hay sái thì ừ nếu chua nó ta chỉ hẳn là lượng chua rồi chỉ có giờ tao sái ta chỉ chua thì số giả gì nó tao cho lúc cá đi nó rồi hồi lúc cá chua nó thì giờ chua thì là giờ quên lại ít thế là quên dùng cha số giả nữa là yếu môn nó hạt tiền ở cổng chua nó nếu phản lý lọc đá chi lọc năm bờ này rồi là do hạt tiền là vô tù là lê chuột chén rồi dân lên nắm lời nó nói dọc thì mình cho lọc đắt chim họ khó lúc đá này nhớ dạy khó của hai thao lòn tại dọc nhớ khó phát lít họ khó đọc cân gặp nó chỉ dọc khó ta sẽ hẳn xử lý hữu chôn nó chỉ ta sẽ hẳn anh thích cảo lúc trước thì chọn xe được gặp lao dọc họ dọc mốt bỏ ngoài khó nổng nó lo và bị xử xử lý tiền cho đê và bé hào xử lý cho đê hả chị đê khá chí ấy mua hào ấy khế kia nó nói dọc là dọc một trong đê Pepsi thì một trâu cho đê và mặc máy ý muốn lúc hào một trâu cho bổng bìa thía một trâu cho sponsor dọc chỉ là dùng món tạo cho khá lý nó dạ dùng bổng khó nổ nó dọc là món tạo cho nó là dùng mua xử lý bổng mà mình dùng mua nó lệ cho chén dạ lý tìa lọc phản lý nó thía là hóa môn nó phản lý thía là hóa ta sẽ hẳn xử lý ta sẽ hẳn chỉ dọc cá cân gặp nó lưu và thí ô lưu trí lý cho nó xin gặp ý nó dọc chỉ cái báo thía dọc hả tìa bây giờ sai vấn đề bế yếu dọc chị chủ lọc kia bây giờ đã đi nó xứ do tiệt bé cho người chị sẽ đào họ xả báo đã chín gì là do tiệt bé họ mua cho thân mỏ báo cho thì xả khi đã chín gì là nên yên sau đó không biết ra họ cụ thể cá video nó có bé cho người chị xuống sửa tù là họ tôi bỏ thì là họ tôi báo hải tiệt chuyển chùa họ nó của hai chị tâm minh thì chị tâm giàu đã chỉ tứ mua tù thân mỏ nó lời do hải tiệt tù ấy phải còn nó nữa tứ lo xong gì nó nói dọ ấy quan trọng bây giờ người chị thiết lý tao cho một sĩ thiết cho một cờ thiết gọi là báo trong sắc của tôi thảo cái nó thọ và cho thấy chồng người chế của nên thì tạm của lo tali thiết sẽ đào họ bá sách của cho video lo tali thọ có biết số lượng số tù chùa tao chỉ rất kiện nó khá nó rộng của đã chi lo có tao trả lời lúc sinh nhật sinh chờ để bé mà lịch sinh chỉ đua lười giàu lười lúc sinh hờ sẽ đào nhớ rộng.